người đã quay lại video. Và cuối cùng, vào ngày 30 tháng 3 năm 2018, Apple đã ra mắt iOS 11.3 chính thức. Vâng, khoảng tầm một tháng thử nghiệm thì cuối cùng ai cũng chờ đến phiên bản iOS 11.3 này. Thì mình phải tải 1.98GB ở trên iPhone 6S. Nói chung này chính thức rồi chứ không phải bản GM hay gì đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ tổng hợp lại những thứ gì mới từ đầu Beta 1 đến bây giờ. Thì đầu tiên là có một điều khá là kỳ cục, đó chính là ở trong phần iCloud á, thì cái tin nhắn trên iCloud nó lại biến mất rồi. Nên mình không hiểu tại sao Apple làm cái khỉ gì nữa. Rồi, tiếp theo là icon quyền riêng tư đã biến thành màu xanh dương. Và đương nhiên là phần lớn tất cả ứng dụng của Apple đều có một bảng thông báo về quyền riêng tư khi các bạn mở nó lần đầu. Và khi mà có một cái gì đó mà sử dụng đến quyền riêng tư thì sẽ có một cái biểu tượng quyền riêng tư xuất hiện ở trên thanh status bar. Nhưng mà hiện tại cũng chưa có gì cả nên nói chung nói cho các bạn biết vậy thôi. Rồi tiếp theo, phần quan trọng nhất đó chính là phần pin. Thì phần trăm pin với lại chế độ nguồn điện thấp đã được ghép chung với nhau, đồng thời có thêm tình trạng pin nhưng mà nó vẫn ở beta, mình không hiểu sao. Thì ở trong đây chúng ta có thể coi được dung tích pin, coi như là battery life hết thời rồi, coi như cái này đo chuẩn hơn. Và tiếp theo là có một ô dung lượng hiệu năng đỉnh, mặc dù đối với tiếng Việt thì nó chả có ý nghĩa gì hết á, nhưng mà đối với tiếng Anh thì nó có ý nghĩa. Cái này là sẽ nói về tình trạng hiệu năng và tình trạng của pin ở đây. Thì ví dụ nếu mà pin mình sắp đạt mốc 80% thì cứ xuống dưới 80% thì nó sẽ bật tính năng giảm hiệu năng để tránh cái tình trạng đạp sập nguồn. Tuy nhiên thì mình có thể tắt ở trong đây đi, nhưng mà nếu mà có xảy ra trường hợp sập nguồn thì nó lại bật lại tiếp. Và đương nhiên bạn có thể tắt nó đi, nhưng mà bạn lại không thể thủ công bật nó lên mà phải đợi sập nguồn thì nó mới mở lên. Nên nói chung bởi vậy nó vẫn còn beta là vậy. Mình đang hóng iOS 11.4 hơn, thì có thể tuần sau sẽ ra mắt iOS 11.4. Rồi, và đó là xung quanh phần cài đặt. Rồi, tiếp theo là ở trong App Store và phần update. Thì khi mỗi lần có cập nhật thì nó sẽ hiện luôn là phiên bản bao nhiêu và dung lượng cập nhật bao nhiêu. Nên đó rất là thú, rất là hay cho nhiều bạn, nhiều người. Rồi, và có một số lỗi vặt cũng được sửa, ví dụ là ở trong YouTube. Cái này mình vừa update nó mở hơi lâu chứ thực ra thì đây sẽ mở video nhiều đây. Thì ở iOS 11.3 bây giờ mình đã khóa xoay màn hình nhé. Và khi mình kéo Control Center lên và kéo trung tâm thông báo xuống thì cái video nó sẽ không tự động quay về dọc nữa. Và đương nhiên là cái lỗi khi bạn kéo trung tâm thông báo xuống mà bị lag thì nó đã được sửa. Nhưng mà đối với iPhone 5S thì kéo xuống thì mọi thứ xung quanh nó được đứng lại. Chắc là do vấn đề hiệu máy khá là yếu về việc nên chắc 5S thì nó vẫn thế. Nhưng mà trên đời cao như là iPhone 6S này thì khi mình kéo xuống thì video vẫn chạy bình thường và đồng thời không bị lag nữa. Và đồng thời cái YouTube sẽ không tự động quay về màn dọc khi các bạn khi có một cái thông báo gì đó xuất hiện. Đó chính là về sửa lỗi trên YouTube. Rồi đương nhiên là mình không còn phần nào gì về mấy lỗi nữa. Nên và đây là danh sách thay đổi của iOS 11.3. Thì các bạn thấy ngắn vậy thôi chứ thực ra nó dài kinh khủng bố luôn. Ví dụ là thực tế ảo tăng cường ARKit 1.5 là sẽ được hỗ trợ gì nhà nói chuyện đặt các vật thể kỹ thuật số lên bề mặt thẳng đứng như tường và cửa bên cạnh về mặt nằm ngang. Hỗ trợ camera thực tế ảo nên cũng khá thú vị, nhưng mà không biết khi nào sẽ có app sử dụng nó. Rồi tình trạng pin iPhone beta, rồi đó, cái đó mình nói rồi. Quản lý sạc pin iPad thì cái này là tính năng dành cho mấy cái máy trưng bày ở trên mấy cửa hàng á. Rồi Animoji mới thì cái này trên iPhone 10 nhưng mà mình không có nên mình cũng không đề cập đến.
Green Ranger mình nói rồi, Apple Music. À đúng rồi, mình nhắc đến Apple Music thì mình vừa mua, mình có mua Apple Music rồi. Đây có phần cho bạn hay For You. Và đây cái này là của Mỹ rồi. Thì nổi bật với trải nghiệm video nhạc mới, bao gồm video nhạc được cập nhật với danh sách phát video riêng, tìm bạn bè có cùng sở thích. Đây để mình mò cái khúc trong đây coi. Vẫn có playlist với Friday Album Artist, có bài đăng từ mấy tháng trước rồi. Nghe nói thì sẽ có music video, sẽ được thêm nhiều music video ở trong Apple Music hiện thời. À đây có một music video nè, như bữa trước mình không thấy music video ở trong đây. Đúng rồi. Thì giờ mình có cái Mac OS 10.13.3 chứ chưa lên 10.13.4, thì mình kiểm tra lại cái iTunes Sky. À đúng rồi, ở phiên bản cũ là không có music video, và trên iOS 11.3 hoặc là Mac iTunes sắp tới cũng sẽ có phần music video ở đây. Nên đúng rồi, mình rất là cần mấy cái music video lắm. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với danh sách của Apple. Cái phần news thì ở Việt Nam không có, mình không quan tâm. App Store bổ sung khả năng sắp xếp nhận xét của khách hàng trên trang sản phẩm theo hữu ích nhất, ưa thích nhất, phê bình nhất và gần đây nhất, cải thiện thông tin trong tab cập nhật phiên bản. Cái đó mình nói rồi. Về cái sắp xếp cái nhận xét thì cái này không có rating, nhưng mà PUBG Mobile sẽ có. Đây đúng rồi, mình có thể sắp xếp các review ở đây. Đó khá thú vị. Nói chung cái gì mà thú vị. Safari giúp bảo vệ quyền tư bằng cách chỉ tự động điền tên người dùng và mật khẩu sau khi chọn nhúng trong trường biểu mẫu web. Nghĩa là ở mấy trang web ở trên Safari thì mọi thường khi các bạn mở, đây, ví dụ mình mở ví dụ đây, điều vô đây đi, thì mọi thường nó sẽ tự động điền mật khẩu. Thì ở trên iOS 11.3 thì nó sẽ không tự động điền nữa, và nó phải bắt mình nhập thủ công. Có cái mục mật khẩu này thì các bạn phải đến là thủ công chứ nó không tự động điền nữa. Rồi đó, có một cái hơi kỳ ở trên Safari, nhưng mà Apple quan tâm bảo mật thì ok, chấp nhận được. Rồi về bàn phím, Sean Pin như là của Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, cải tiến tiếng Trung, cải tiến và Smart Keyboard tiếng Thái. Không ngờ sao không cải thiện tiếng Việt nữa. App Store bổ sung hỗ trợ chế độ chữ đậm, rồi đảo ngược màu hình thông minh mình không sử dụng, nhưng mà cái mà chuyển sang giao diện tối á, thì nó đã hỗ trợ ở trên Safari rồi. Trong đó VoiceOver khắc phục sự cố rồi, còn mấy cải thiện này cũng không ảnh hưởng đến mình nữa. Dạ ám ơi, ở trên iPhone 10 thì các bạn có thể dùng Face ID cho con cái để mua hàng trên App Store. Mọi thường thì cái Face ID này nó không cho phép, thì giờ đã cho phép rồi. Và đó chính là tất cả những gì mà có ở trên iOS 11.3. Để hiệu năng đương nhiên rồi, nó rất là mượt. Bắt đầu từ cái ứng dụng thời tiết nè, thì khi các bạn zoom vô nè, zoom lại chụp bằng hai ngón tay á, thì nó rất là mượt luôn. Ở đây mình đang quay bằng cái iPhone 4S nên các bạn không thấy độ mượt, tại mình không quay được 60fps, nhưng mà nó rất là mượt luôn. Và tuy nhiên là hiệu năng có cải thiện đáng kể. Rồi, và đó chính là iOS 11.3 bản chính thức. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.